bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và bạn muốn du học Singapore, khóa học trợ lý luật sư, nhưng phân vân chưa biết chọn trường nào, thì hôm nay đến với chương trình tư vấn du học Singapore, Tân Đại Dương sẽ giúp bạn tìm trường để học ngành này. Và Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn trường Kaplan Singapore. Đầu tiên là một vài nét sơ lược về trường. Kaplan Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu. Tập đoàn Kaplan đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Khi các em học tại Kaplan Singapore sẽ vào học chương trình đại học với bằng cấp của Anh, Úc, chất lượng đào tạo xuất sắc được công nhận qua nhiều giải thưởng như là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học tốt nhất sau đại học tốt thứ 2 tại Singapore, trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học thạc sĩ tốt nhất tại Singapore, top 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng vàng dành hạng mục Higher Education, chứng nhận EduJet 4 năm. Và mỗi chương trình ở Kaplan Singapore thì được quản lý bởi một tư vấn viên. Tư vấn viên tiếp nhận phản hồi từ học sinh và liên tục điều chỉnh chương trình để phù hợp với yêu cầu của học sinh. Với con số hơn 50% học sinh Kaplan giới thiệu người thân và bạn bè cùng học, Kaplan chứng tỏ là sự lựa chọn của các bạn học sinh sinh viên. Kaplan Singapore hiện nay thì có khoảng 144 giáo viên tại Singapore và hơn 70 giáo viên đến từ các trường đại học đối tác bay sang Singapore giảng dạy. Và về cơ sở vật chất của trường thì cao cấp. Kaplan Singapore hiện có hai khu học xá hiện đại nằm ở trung tâm Singapore với tổng diện tích là 100.000 feet với gần 70 phòng học máy lạnh, 2 phòng thực hành vi tính, 2 thư viện và phòng thư giãn cho sinh viên, phòng học, khu cà phê tại trường. Và hiện tại thì Kaplan đang có học bổng cho năm 2015 cho khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Northumbria University và khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh trường University of Bedfordshire. Về học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học thì có học bổng trị giá là 5.000, 7.500 và 10.000 đô Singapore. Học bổng dành cho sinh viên đại học chuyển tiếp lên thạc sĩ với trị giá học bổng là 5.000, 7.500 và 10.000 đô Singapore. Và về chương trình đào tạo của trường thì đầu tiên thì trường có chương trình luyện O-Level, có chương trình tiếng Anh thương mại. Trường còn đào tạo các ngành như là trợ lý luật sư, kinh doanh và luật, kế toán, kinh doanh và quản lý thông tin, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ web, quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, du lịch khách sạn, quản lý nhân sự, pháp y máy tính, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, quản lý bán lẻ, v.v. Và khi học trợ lý luật sư thì các bạn cần trang bị kỹ năng nghề nghiệp như là tư vấn, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, v.v. Và để tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu học phí của ngành trợ lý luật sư tại Kaplan Singapore, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu các học viện danh tiếng tại Singapore cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về học viện Kaplan Singapore với sự tư vấn của chị Lê Nguyễn Phi Lan, làm giám đốc tuyển sinh của học viện Kaplan Singapore tại Việt Nam. Xin chào chị. Chào Lộ, chào các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái bậc học đại học của học viện Kaplan Singapore, thì chị có thể cho tất cả các bạn sinh viên biết về các chuyên ngành đào tạo của trường. Đối với chương trình đại học của Kaplan thì hiện tại Kaplan có rất là đa dạng chương trình học dành cho các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta. Hiện tại thì Kaplan có những cái chương trình rất là phổ biến mà sinh viên Việt Nam của mình hay được chọn, ví dụ như là những cái chương trình về thương mại, như là về quản trị kinh doanh quốc tế, về marketing, về nhân sự, hay là một số những cái ngành mà gần đây được các bạn lựa chọn rất là nhiều, như là truyền thông nè, quảng cáo hay là quan hệ công chúng chẳng hạn. Và có những cái ngành sẽ phát triển trong tương lai như là quản lý bán lẻ, quản lý cung ứng hậu cần hay là trợ lý pháp lý. Về cái điều kiện nhập học mà cho từng chuyên ngành thì như thế nào chị ạ? Thì hiện tại Kaplan có một cái điều kiện nhập học chung cho tất cả các chương trình cử nhân hiện nay, đó là chúng ta cần phải có ít nhất hai điều kiện. Thứ nhất, chúng ta cần phải tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam. Nếu như mà chúng ta chưa tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam thì chúng ta sẽ trải qua một cái chương trình, đó là chương trình dự bị đại học. Điều kiện thứ hai của các bạn đó là IELTS 5.5, hoặc là chúng ta sẽ hoàn tất chương trình Level 5 của Kaplan tại Singapore. Vậy thì
chị có thể chia sẻ thêm về cái ngành nào hiện nay đang rất là nhiều các bạn học sinh theo học, cũng như là cái ngành nào chị nghĩ là nó sẽ phát triển hơn ở trong tương lai? Hiện tại thì như lúc nãy chúng ta cũng có biết sơ qua về những cái chương trình đào tạo của Kaplan. Thì đối với sinh viên Việt Nam của mình thì những cái ngành phổ biến hiện nay đa phần là những cái ngành thuộc về lĩnh vực thương mại, như là về finance hay còn gọi là tài chính, marketing, kinh doanh hoặc là kinh doanh quốc tế. Và sắp tới trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái ngành rất là phát triển, ví dụ như là trợ lý pháp lý hay là quản lý bán lẻ hoặc là quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần. Rồi tại trường Kaplan của mình thì có những dịch vụ gì hỗ trợ dành cho tất cả các bạn sinh viên hay không? Đối với dịch vụ hỗ trợ thì Kaplan rất là tự hào là một trong những cái học viện có cái dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên của mình hiện nay. Thì khi mà các bạn học tại Kaplan thì các bạn có một số những cái hỗ trợ. Thứ nhất đó là về cái phần tài chính học của mình. Thì khi mà các bạn học tại Kaplan ở năm thứ nhất đại học và các bạn có một cái thành tích rất là tốt thì chúng ta sẽ có những cái phần học bổng. Thì chúng ta sẽ có những cái học bổng rất là cao, trị giá từ 5.000 đô sinh, 7.500 đô sinh cho đến 10.000 đô sinh cho một suất như thế. Ngoài ra thì chúng ta có những cái phần hỗ trợ về dịch vụ cho sinh viên. Ví dụ như trong quá trình mà các bạn học tại Kaplan thì các bạn sẽ được hỗ trợ khi mà các bạn mới vào trường. Thì có một cái cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore, họ sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa để giúp cho các bạn làm quen với những cái bạn hiện tại đang học tại Kaplan, giúp cho các bạn những cái bước đầu khi mà chúng ta mới đến Singapore. Thì bên trường thì đã có những cái dịch vụ để hỗ trợ cho các bạn sinh viên rồi, nhưng mà chị có những cái chia sẻ gì về kinh nghiệm sống cho tất cả các bạn sinh viên hay không? Về chia sẻ thì thật ra khi mà chúng ta đi du học ở bất cứ quốc gia nào thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái việc là khi mà chúng ta đến thì chúng ta sinh sống như thế nào, chúng ta hoạt động như thế nào ở đất nước này. Thì ở Singapore, nếu như mà các bạn đã từng tìm hiểu những cái thông tin của Singapore qua những cái phương tiện như là tạp chí hay là thông tin đại chúng thì chúng ta sẽ biết là Singapore rất là giống, rất là tương tự như là thành phố Hồ Chí Minh của mình. Cho nên chúng ta không có cần phải chuẩn bị nhiều về quần áo, bởi vì chúng ta có thể sử dụng những cái quần áo hiện tại của mình. Tuy nhiên ở Singapore thì có một cái đặc điểm rất là khác với Việt Nam của mình, đó là chúng ta sử dụng những cái phương tiện đi lại công cộng rất là nhiều. Không giống như Việt Nam của mình thì chúng ta sử dụng xe máy. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng phương tiện công cộng thì chúng ta sẽ chú ý hai điều. Thứ nhất, các bạn sẽ dừng lại trạm, chứ chúng ta không đến được ngay nhà, cho nên chúng ta sẽ đi bộ. Thì chúng ta đi bộ thì chúng ta cần chuẩn bị những cái đôi giày rất là êm ái để là mình không có cảm thấy khó chịu khi mình đi lại. Thứ hai nữa là về cái thời tiết, thì khi mà mình đi bộ như vậy thì sẽ có mưa hoặc là nắng, thì chúng ta nên chuẩn bị một cái dù. Thì đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà ở Singapore. Có một cái phần nữa đó là về ăn uống, là công việc, cái việc hàng ngày của mình. Thì ăn uống thì thật ra ở Singapore các bạn cũng thường hay nghe Singapore là thiên đường về ăn uống, cho nên các bạn có thể tìm bất cứ cái loại thức ăn nào tại Singapore. Và khu vực xung quanh trường của chúng ta có rất là nhiều quán ăn ngon, cho nên chúng ta không có cần phải lo lắng về vấn đề này. Cảm ơn cái sự chia sẻ của chị Phi Lan, mà mình chia sẻ rất là ngắn thôi, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ rất là giúp ích cho tất cả các bạn sinh viên và những bạn nào đang có ý định đi học tại Singapore. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình kỳ sau.